LTK bonsai xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được quý vị các bạn ghé thăm kênh của mình. Hôm nay mình xin giới thiệu điểm bán cây kiểng Thúy An ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Có về một số cây cho quý bà con mình có nhu cầu giao lưu. Rồi hôm nay có gì đây An ơi? Mến chào quý cô chú anh chị gần xa của kênh LTK bonsai ha. Thì ngày hôm nay cây cảnh An Bình cũng xin giới thiệu đến tất cả bà con trên toàn quốc một số cây cảnh mini và một số cây cảnh chơi lấy hoa nha. Đây, đến với cây đầu tiên, cây này là cây mã số 1 Nguyệt Quế Thái ha, lá nhỏ. Cũng có hoa màu trắng và hoa thơm nha. Đây, cái này em xin báo chiều cao của cây này là 53. Rồi. Đó. Nguyệt Quế Thái ha. Dạ, Nguyệt Quế Thái. Đổi lòng gà, mua tại cô bác ơi. Đây, mình coi cái bông này có một cái duy nhất, có một cái rồi vậy. 1, 2, 3, 4, 5 cánh ha. Rồi, quay qua kiểu sáng. Đây, bây giờ đo hoành thân nha. Thân có ghép gì không? U nần hết rồi. Hoành thân là 20. Rồi, có ghép gì không? Cái này là Nguyệt Quế mình á, mà ghép Nguyệt Quế Thái. Rồi. Dạ. Chị coi mắc ghép cái này. Lành hết rồi. Rồi, Nguyệt Quế mình ghép Nguyệt Quế Thái. Rồi, mã số 1 có giá là 1,5 triệu bao ship toàn quốc nha. Cái này em không thể ship chậu được cho mình ha. Tại vì cái này là chậu xi măng nên nó rất là dở và dễ bể đó. Cây mã số 2. Cây này là sam siêu bông nha. Đó, dáng đổ ha. Cây rất là già, da sam hết rồi. Thôi giờ đo tán đổ đi. Đổ của nó là 45. Đó, hiện tại lá rụng là sẽ cho hoa và lá non nha. Cây không bị gì ha. Rồi, để đó đây, nhưng nó hoành đi. Đây. Hoành thân ở tại vị trí này là 20. 20. Đó, đế này thì mình về mình có thể môi thêm sang chậu nha. Cây này có giá là 1,5 triệu cho mã số 2 nha. Sam siêu bông, bao ship toàn quốc ha. Số điện thoại liên hệ của em là 0939700449, cũng là số Zalo nha. Cây mã số 3, cây này là cần thăng bonsai ha. Đó. Cao của cây này là 35. Đây. Tán lá rộng của nó là 42. Cái này đã vô khoảng 2 nước dây rồi nha. Mình về thì mình có thể vô thêm ha. Đó. Hoành thân cây này có là hoành thân là 13. Rồi, đó, hoành cũ khá lớn ha. Đó. Bệ đó đo thử coi Hạo rồi. 30 không? Đây, 35 ha. 35. Dạ. Rồi, cây này có giá là 900.000 đồng mã số 3 nha. Cần thăng bonsai ha. Cái này em chưa kịp sang chậu nha. Mình về mình sang chậu giùm em ha. Đây, cao của cây cần thăng này là 24. Rồi, tán ngang dài nhất coi. Tán ngang chỗ lớn nhất của nó là 50. Phần thân vô ha. Nước dây. Hai nước rồi chú. Hai nước. Hoành thân cây này là 12. Đó, hoành cũ ha. 30 đó. Cũng dạ. Có bao... Rồi cây này 30. Có giá là 700.000 đồng bao ship toàn quốc. Cái này cũng rất là dễ trồng nha. Mình về mình môi củ, phần rễ ở dưới thì nó nơm ha. Đây. Cây này có chiều cao tương đối là 34. Tán lá rộng của nó là 45. Cần thăng bonsai về mình có thể vô dây chỉnh sửa thêm nha. Phần lá non nó cũng ra khá dài rồi. Rồi thân cây này là 8. Đó, cây này cũng là 700.000 đồng bao ship toàn quốc ha. Nhỏ nha, 20 rồi. Đó. Rồi. Mọi giá cả thì đều thương lượng qua số điện thoại của em ha. 0939700449. Rồi, cây kim giòn mã số 6. Cây này có chiều cao tương đối là 42. Có hoa màu trắng rủ xuống cũng rất là thơm ha. Ngang ở chỗ lớn nhất của nó là 44. Kim giòn. Dạ, Mai Chư Thủy. Mã số 6. Hoành thân cây này khoảng 8-9. Một cốt nha. Rồi, cây này có giá bao ship toàn quốc là 350.000 đồng. Rồi, đến với mã số 7. Như hổm rày thì những cây này được giao lưu khá mạnh nha. Dạ Ngọc Minh Châu ha. Cây này có chiều cao tương đối của nó là 90. ngang tương đối thôi là cũng là lấy 90 luôn nha. Đây, dạ Ngọc Minh Châu. Dạ Ngọc Minh Châu. Chột hoa của nó rủ xuống là độ dài là khoảng 40 nha. Hoa màu trắng 5 cánh ha. Hoành thân cỡ 6 ha. Hoành thân là con khoảng 6-7 đi. Thân chậu nha. Rồi cây này có giá là 700.000 đồng bao ship toàn quốc. Đối với cây miền Tây thì bên cây cảnh An Bình đó là bao ship, là bao sống cho mình trong vòng 1 tháng nha. Cây chết em sẽ hoàn lại cây khác cho mình trồng ha. An tâm mua hàng nha. Bao ship toàn quốc ha. Dạ bao ship toàn quốc luôn. Cây này có chiều cao tương đối là 74. Dạ Ngọc Minh Châu nha. Cây này hoa nhiều ha. Rồi cái tàn rộng nhất là nhiêu? Cái tán rộng nhất em xin báo tương đối đi là 90 nha. Rồi 90. Hoành thân cây này thì cũng khoảng 78 ha. Đó, khi đi thì cũng ship luôn chậu này rồi, cho mình này nha. Cây này ấm giao lưu nhiều chưa? Dạ nhiều rồi chú. Đi có loại nhỏ 400 sao? Nói chung là đi hoa thì những cái hoa nở rộn gì nè nó sẽ bị rụng ha. Còn cái phần chột hoa dưới đây thì sẽ tiếp tục nở cũng ra. Bình thường không có hư gì thì nhiều. Dạ ha. Không chú. 700.000 đồng bao ship toàn quốc luôn nha. Rồi. Chỗ em ở hiện tại là khu vực Thới Hòa, phường Thái An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Ai lại đây giao lưu thì em xin giảm lại phí ship cho mình ha. Cây này là sam siêu bông lá lớn nha, 41 là chiều cao. Đó, cái này cũng thuần dây rồi. Cây này có chiều cao là 58. Chiều ngang. Ủa chiều ngang. Rồi ghim ha. Dạ cái này ghim toàn bộ chứ. Đây. Thân cây này là 18. Rồi cây này bao ship toàn quốc với giá là 650.000 đồng nha. Trước khi nhận hàng thì mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Cây nào nếu có gãy hoặc là hư hại nhiều quá ha, thì mình có gì thì cứ gọi vào số điện thoại của em nha để thỏa thuận ha. Đó. Cây này có cao tương đối là 44, cây da Nhật. Rồi, kiểm tra hàng trước khi nhận hàng. Dạ, trước khi nhận hàng. Nếu cây gãy nhiều quá, nghiêm trọng thì mình không nên nhận. Dạ, không nhận cũng được ha. Tại vì bưu điện nó sẽ thanh toán lại giùm em. Rồi. Bình thân cây này là 8. Mã số 10 này bao ship toàn quốc với giá hữu nghị là 400.000 đồng nha. Cây da Nhật ha. Dạ, cây da Nhật. Rồi, cây da Nhật mã số 14 luôn. Một cặp ha, dáng tương đối nha. Đây, cây này là 34 mã số 11 nha. Ủa chiều cao 34 mã số 11. Cái dáng chiều dài ra kìa. Dài đây ha. Là 43. 34 43. Rồi cái thân nó 12 không? Thân cây này để đo coi chiều cao cộng dây ra. Đây, 11. À, mã số 11 400.000 đồng luôn. Cái này em có xếp chậu cho mình luôn nha. Chậu này chậu mũ nha. Mã số 12. Đây da Nhật dáng này khá đẹp ha. Cao tương đối của cây này là 57 nha. Thuần chậu sống khỏe. Rồi tán ngang. Tán ngang của nó là 69. Cái này mình muốn cây phát triển tốt thì mình thêm giá thể và trồng sang chậu mới lớn hơn nha. Đây để đo hoành thân nha. Thân cho nó đó. Dạ. Thân ở tại vị trí trên đây là 17. Để đây ha. Nó ăn. Rồi. Đó. Rồi cây này có giá là 1.200.000 mã số 12 luôn. Rồi, 1.200.000. 1.200.000 đồng, giá bao ship toàn quốc. Rồi nhắc số điện thoại ra. Số điện thoại liên hệ và đặt hàng của cái cảnh An Bình là 0939700449 nha. Cũng là số Zalo ha. Cây thần kỳ mã số 13. Cây này có cao tương đối là 85, ngang tương đối là 50. Đây, trái của nó đỏ dễ gì đây ha. Đang lên hoa khá là nhiều nha. Cây đã thuần chậu ha. Dạ thuần chậu sữa đế từ nhỏ nha. Rồi thấy rồi. Rồi hoành thân nhiêu? Hoành thân cái này 7 nổi không? Không biết nữa. Rồi 8. Rồi. Rồi cây này có giá là 400.000 đồng bao ship toàn quốc nha. Mã số 13 ha. Mã số 14 cũng là cây thần kỳ luôn. Trái ăn làm thay đổi vị giác của mình ha. Có chiều cao tương đối là 88, tàn ngang là 50. Đó, những cây này hiện tại là có hoa và trái hết rồi nha. Cái hoa này của nó trắng cũng là thơm, rất thơm ha. Rồi. Đây, hoành thân là 8. Quay. cũng đồng giá là 400.000 đồng bao ship toàn quốc cho mình nha. Có trái non nữa ha. Dạ có trái non thì là màu xanh, chín nó là màu đỏ. Rồi. Đây nè, đây nó ngã chín này nè. Đó. 400.000 đồng luôn nha. Rồi. Cây này là cây mã số 15. Cao tương đối cây này là 80. Cái này mình thêm phân thêm đất rồi sang chậu giùm em nha. Chậu này nó cũng hết đất nó ăn rồi ha. Đó. Rồi quanh thân này 7 nè. Quanh thân này 7 nè. Rồi cái này có giá là 400.000 đồng luôn, mã số 15. Đấy khá đẹp, khá vững nha. Đây, cây này là tới cây hoa giấy mỹ riêng, mã số 16. Cao từ cái phôi thôi nha, là 40. Quỳnh thân cây này thì khoảng là 11. 10 đi. Đó, hồi báo 10 đi. Cây này có giá là 250.000 đồng. Rồi. Bao ship toàn quốc, có một cọng rễ đi lên. Một thân một cốt luôn. Rồi đến với cây này là cây meo hoa giấy mỹ riêng mã số 17 nha. Cao tương đối của nó là 37. Này có ghép bo cẩm thạch rồi ha. Ghép bo cẩm thạch rồi. Chuyện tốt. Dạ nhưng mà xin báo mỹ riêng thôi. Rồi, tại vì khi nè. Vận chuyển sợ nó gãy. Rồi nhiêu? Thân cây này là 10. 10. Cây này có giá là 300.000 đồng mã số 17 bao ship toàn quốc ha. Cái này là em báo giá hữu nghị cho mình nha. Rồi cây giấy mỹ riêng mã số 18. Cao cây này tương đối là 58. Đây. Mỹ riêng thì cái bông cũng màu tím ha. Dạ, quanh thân là 10. Đây phần đế cũng khá đẹp ha. Cây này có giá là 300 luôn. Mã số 18. Cho em cây mua được rồi, giá rẻ thì em bán rẻ cho mình nha. Cho cây bông trang á. Bông trang có luôn. Có không? Thì đây, cho nó qua đây. Mã số 19. Mã số 19. Cao là 44. Đó, phần đế cũng khá uống lắc lượng ha. Cũng đồng giá là 300.000 đồng. 300.000. Giá bao gồm phí ship toàn quốc cho mình luôn nha. Mã số 19 ha. Rồi. Đó, hoa giấy mỹ riêng. Mã số 20. Cái này cũng đồng giá là 300 luôn nha. Cao tương đối của nó là 53. Cái này là mã số 20 ha. Hoành thân cây này là khoảng 10 đi nha. Đó. Rồi, cây này cũng đồng giá là 300.000 đồng bao ship toàn quốc. Đảm bảo sống khỏe ha. Dạ đảm bảo bao sống cho cô chú anh chị mình an tâm mua hàng nha. Rồi, đến với cây mã số 21. Đó. Cái này mình để nguyên bầu về mình trồng cũng được ha. 56 là chiều cao. Tại vì cái phần bầu này nó cũng hơi lớn nha. Về mình thêm phân vô nữa cho cây nó phát triển mạnh, giọt lên. Đây. Phần thân cây này là 10. Cây này cũng đồng giá là 300.000 đồng bao ship toàn quốc mã số 21. Rồi. Thông tin chi tiết thì cô chú anh chị mình vui lòng liên hệ về số điện thoại của em nha, 0939700449. Đến với mã 22 thì clip này em có một cây trang vàng lá trung nha. Đó. Trang vàng này là trang vàng nằm chậu ha. Rồi, xen vòng đi, xen vòng đi. Đây, tàn khá lớn nha. Rồi, cho chiều cao, chiều ngang đi. Cao cây này thì độ khoảng 1m2. Rồi, tán ngang thì độ khoảng 1m rưỡi nha. Rồi, ngang nó rộng hơn chiều cao ha. Dạ, đúng rồi, tàn khá lớn ha. Lá chung, bông cũng khá. À, khá nhưng mà hiện tại nó nở nhiều quá nên nó đã rụng rồi ha. Rồi. Cũng là xiên bông lắm nha. Đây, hoành thân cây này cũng thuộc dạng một cốt ha. Mình về mình có thể rót cái này lên mình uống tàn dù được nha. Rồi, thân cây này là 17. Rồi, xen vòng coi. Đó. Vòng xen nữa đi. Trang vàng lá chung ha. Rồi, cái khúc thoát thân đó khoảng nhiêu? Khoảng gang tay nè. Rồi, gang nó nhiêu? 20 không? Cỡ 20 á. Rồi. Đó. Rồi, cây này có giá là 3.500.000 đồng. Em bao ship cho mình 300 cây nha. Còn xa hơn xíu thì thương lượng với em ha. Mã số 23. Cây này là trang nhung. Đỏ nhung lá lớn nha. Đó. Hoa rất là lớn nha. Cao cây này tương đối là 120. Tán ngang thì cũng độ khoảng 120 luôn ha. Đây. Đây. Đỏ nhung. Hoa đỏ rực rỡ luôn nha. Đó, phần bên kia có cái hoa rất là lớn ha. Thuần luôn hả? Dạ, thuần bầu luôn, thuần chậu luôn. Đây quay xích qua rồi. Đó. Đó. Cái bông khá lớn nha. Rồi, quanh thân cây này là cũng dạng một bể đế luôn nha. Nhưng mà chưa có chung về một cốt thôi. Thì đó. Rồi, cây này em xin báo giá là 1,2 triệu luôn nha. Bao ship toàn quốc. Rồi, mã số 23. Báo một bụi đi. Rồi. Dạ. Đến với cây 24 thì em còn hai cây trang hồng phấn lá quắn cao nha. Cao cây này tầm khoảng 1,6 m, tán ngang thì tầm 90. Đó, trang này thuộc dạng trang bứng mô nha. Rồi. Mã số 24. Ai lấy trang thì em xin gửi thêm cho mình là một hũ kích rễ nha. Đặng cho mình về mình thêm giá thể rồi mình tưới nó vô ha. Đây, rồi, để đo hoành thân cây này nha. Là 15 ha. Đó. Rồi, cây này có giá là 1,2 triệu, bao ship toàn quốc, mã số 24 ha. Một cốt giót đọt nha. Cây bứng ha. Dạ, cây này là thuộc trạng trang bứng mô. Mã số 25. Cây này thì cao tầm 1,7 m. Ở chính giữa thì em có nẹp thêm cây sắt cho nó cố định cây nha, không bị gãy bậy ha. Đây. Đó. Trang này thì em tặng thêm một hũ kích rễ cho mình nha. N3M hay gì? N3M. Quanh thân cây này là 13. Đó. Để vô. Rồi, cây này có giá là 1 triệu đồng nha. Hoành hơi yếu nên em giảm giá lại cho mình ha. Quay 1 triệu ha. Dạ, 1 triệu đồng, hoành thân là 13, cao 1,7 m, ngang 90. Rồi, giá này em bao gồm phí ship cho mình luôn ha. Nhận hàng mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán nha. Rồi, đến với cây miền núi thì em xin bao sống cho mình trong vòng 2 tháng ha. Đó, bằng lăng hoa tím lá trung. Cao của nó là 57. Đó. Lá trung thì da sừ nha. Nhưng mà hiện tại thì lá trung thì hoa đẹp hơn lá nhỏ ha. Màu đậm hơn phải không? Dạ, màu đậm hơn. Hoành thân cây này em xin báo là 95. Dạ. Đó. Rồi, cây mã số 26. Cây này có giá là 1,4 triệu, bao ship toàn quốc cho mình nha. Đến với mã số 27. Đây, bằng lăng hoa tím lá trung luôn. Trong vòng 2 tháng thì cây chết thì cứ liên hệ lại em ha. Em gửi lại cây khác cho mình trồng nha. Cây này cao tương đối của nó là 75. Còn 75 lá chung luôn ha. Dạ, lá chung luôn. Cái này mình về mình có thể ghép tường vi nha. Tường vi thì phổ biến 2 màu, màu hồng đậm và màu huyết long. Có tặng bo ghép không? Dạ không. Tại vì hiện tại ở bên vườn bo nó giá nó cao quá. Cung cấp bo không? Dạ có luôn, có gì thì cứ dặn em nha, em lấy về cho. 125 là hoành thân, lấy 120. Cây sống khỏe phải không? Dạ, sống khỏe rồi. Mã số 27, cây này có giá là 1,7 triệu nha. Đó. Rồi. Bầu này hiện tại là chúng em dâm hết nha. Có gì thì mình thêm giá thể mình sang chậu trồng giùm em ha. Mã số 28. Cây này có chiều cao tương đối là 72. Đó. Bằng lăng hoa tím lá trung ha. Hoành thân siết chỗ eo này là 75. Rồi, quay. Mã số 28. Cây này có giá là 1,4 triệu luôn nha. Bao ship toàn quốc cho mình ha. Rồi, sống khỏe ha. Dạ, bao sống khỏe cho cô chú anh chị mình an tâm mua hàng nha. Rồi, đến với cây này là cây mã 29 mini nha. Đó. Ra chồi chưa? Dạ, ra chồi rồi chú, đây nè. Ở đây nữa nè ha. Rồi, rồi, đo đi. Cây này có cao tương đối là 45. Trời lạnh nè. Đó, đây nè ha. Ổn em không? Dâm cho nó ra chồi hết rồi em mới giao lưu với mình nha. Nên rồi. An tâm ha. Rồi, đế cây này là 70. Rồi, cây 29, cây này có giá là 700.000 đồng, bao ship toàn quốc cho mình ha. Đến với mã 30 thì đây là cây cẩm thị da đen nha. Có hoa và trái ha. Cây đã đâm chồi sống khỏe luôn rồi nha. Cây 30 nha. Cây này là tàn rừng ha. Chung một bể đế. Cây này có chiều cao tương đối là 120. Đó, chồi non là mọc từ chồi này ra. Cẩm thị ha. Dạ, cẩm thị. Không phải thị thơm nha, thị thơm thì là trái màu vàng ha. Còn cái này là cẩm thị da đen. Cẩm thị cũng có trái cũng vàng vàng hay gì đó nhưng mà nó nhỏ. Màu vàng nó giống như là sabuche gì đó chứ không phải là màu vàng ẻo. À. Rồi. Dạ. Nó cũng một họ hay gì đó. Dạ. Đây. Bình thân cây này là 90. 90 nguyên một cụm. Dạ nguyên một cụm chung một bệ đế, 7 thân nha. Rồi cây này có giá là 1.800.000 em bao ship toàn quốc cho mình ha. Đây chồi non mọc khá là mạnh nha. Rồi đến với cây cẩm thị mã số 31. Cao tương đối của cây này là 63. Đó. 63 là chiều cao. Đây ha. Cũng thừng cái bầu ha. Dạ cũng thừng bầu hết rồi, mình thêm giá thể mình trồng thôi. 26 là hoành thân. Rồi. Chóc da ha. Cây này phần trên đây là bị chóc da ha. Nhưng mà cây đảm bảo sống khỏe an toàn. Cây này có giá là 700.000 đồng bao ship toàn quốc cho mình nha. Rồi. Cây cẩm thị này là cây cuối clip ha. Cây cảnh An Bình xin gửi lời cảm ơn tất cả các chú anh chị gần xa đã luôn ủng hộ cho em. Và hãy đăng ký kênh LTK Bonsai nha, để nhận được những clip cây cảnh mới nhất ha. Em xin chân thành cảm ơn rất nhiều ạ. Rồi. LTK Bonsai xin cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi clip. Xin hẹn gặp lại vào những clip sau.